cả nhà. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một micro thu âm có tên là T1000 nằm trong bộ sản phẩm Tianjun. Các bạn để ý quan sát hình ảnh của mình nhé. Các bạn nhìn thật kỹ đi ạ. Các bạn có thấy không ạ? Đây. Có luôn cả cái hình ảnh thiết bị ở bên ngoài. Không biết là khi đập hộp thì cái thiết bị này có hình dạng, màu sắc nó đẹp không? Các bạn chú ý một chút thì mình sẽ mở hộp Tianjun T1000 nữa các bạn. Trước đây thì mình đã từng chia sẻ với các bạn hai sản phẩm T2000 và T5000 nằm trong bộ sản phẩm Tianjun. Còn lần này là T1000 nhé. Các bạn chú ý một chút thì mình sẽ cố gắng sắp xếp làm cho các bạn một cái video để so sánh giữa T2000 này, T5000 và T1000. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách mở hộp sản phẩm T1000 và cách lắp ráp sản phẩm này ngay tại nhà. Để các bạn để ý, mình cầm hộp này có vẻ nó rất là đầm, rất là nặng các bạn nhé. Cái này nó sẽ chắc là bắt đầu sẽ mở hộp từ phía đằng này rồi. Open, rất là quen thuộc. Đây, các bạn lẩy này lên nhá. Lẩy lên, đây, các bạn kéo ra. Một cái chống sốc bên ngoài. Đây là sách hướng dẫn sử dụng và thông số sản phẩm các bạn nhé. Mình bỏ gọn sang một bên. Đây là phiếu bảo hành. Đây các bạn để ý quan sát sản phẩm này dùm mình. Một hộp sản phẩm T1000. Đây, Tianjun. Đầu tiên là màng lọc âm các bạn nhé. Màng lọc âm bằng kim loại, rất là nhỏ này, rất là gọn, các bạn thấy chưa? Mình sẽ để màng lọc âm ở bên trên này. Tiếp theo đấy là cái dây cáp kết nối XLR 3.5. Các bạn để ý nhé. Tiếp theo đấy là sốc mao. Sốc mao kim loại. Đây các bạn để ý quan sát sốc mao kim loại. Cuối cùng đấy là micro thu âm T1000. Vẫn rất là quen thuộc đúng không các bạn? Rất giống ở bên ngoài đúng không ạ? Ngoài hộp sản phẩm đúng không ạ? Đây các bạn để ý quan sát nhé. Rất giống đúng không ạ? Mình sẽ bỏ hộp này sang một bên. Bây giờ các bạn hãy tập trung vào chiếc micro này đi ạ. Mình sẽ bắt đầu mở ra cho các bạn thấy rõ hình ảnh bên trong. Tianjun T1000. Tên thiết bị thì nằm ngay ở cái phần thân của micro các bạn nhé. Chiều dài tầm khoảng 1 gam. Cái quả cầu này thì rất là nhỏ, rất là nhỏ gọn. Đây, mình có thể cầm nắm được. Đây các bạn thấy không? Rất chắc chắn ở này thì là hai vòng kim loại để giữ micro các bạn nhé. Vẫn là cái chốt rất là quen thuộc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp sản phẩm Tianjun T1000 này ngay khi mà các bạn đập hộp xong sản phẩm tại nhà các bạn. Đây các bạn để ý giùm mình một chút. Mình sẽ kết nối với cái màng lọc âm trước nhá. Đây các bạn để ý này, cái khớp vặn này các bạn vặn ra. À, sau đó thì các bạn đẩy nhẹ cái này vào. Các bạn cứ đẩy vào nhá. Đẩy vào đây, nó ăn vào khớp này. Sau đó các bạn vặn cái chốt này lại cho chắc chắn này. Mình sẽ bắt theo chiều kim đồng hồ để đẩy vào nhé. Các bạn lưu ý dùm mình này, các bạn nhớ là phải đẩy cái này về cái phía mic nhé, màng lọc âm này, về phía đầu mic này, và vì cùng phía với cả cái tên của máy nhé. Đây các bạn phải đẩy về một phía như này. Đây. Một cái lưu ý rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi các bạn đẩy như này thì cái âm của bạn thu vào ấy nó sẽ rất là hay, rất là trong, nó lọc được hầu hết các tạp âm. Đây các bạn để ý một chút, rất chuẩn hơn. Như vậy là mình vừa mới kết nối xong giữa màng lọc âm và cái micro T1000. Và bây giờ vấn đề tiếp theo sẽ là sốc mao. Mình sẽ tháo sốc mao ra và sau đó thì cắm vào sốc mao các bạn nhé. Các bạn tháo sốc mao ra. Đây, sốc mao lần này là sốc mao kim loại. Thì chắc chắn là nó sẽ chắc hơn rất là nhiều so với sốc mao bằng nhựa. Đây thì các bạn có thể tham khảo. Chắc hơn một chút rồi, cái sốc bằng nhựa. Đây. Các bạn vặn như này, đẩy vào. Các bạn đẩy micro vào nhé. Như vậy là các bạn vừa mới kết nối được micro với sốc mao và cả với màng lọc âm. Đây, mình sẽ đẩy cao lên một chút. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn có thể tùy chỉnh nó cao lên một chút nhé. Đây, các bạn để ý nhé. Cái này thì chắc chắn rồi, các bạn có thể kết nối thêm với cái giá kẹp micro ở bàn của mình, hoặc là cái cây kẹp micro ở bên dưới của mình, bên cạnh tay phải của mình đây.
thì các bạn có thể quan sát và tham khảo thêm. Thì bên mình cũng có bán cái giá kẹp và cả cái cây đứng để hát, thì các bạn có thể tham khảo giá, các bạn truy cập vào website nhé để truy cập để tham khảo thêm thông tin về một số sản phẩm kết đi kèm. Như vậy là mình vừa mới kết nối xong, và bây giờ cái cuối cùng đấy là bước kết nối giữa giắc cắm XLR 3.5 vào micro mình vừa mới đẩy xong. Một đầu thì các bạn sẽ lắp vào máy tính hoặc là các bạn cắm vào sao card đấy ạ. Còn nếu mà các bạn mà quan tâm đến hết cả một bộ thì các bạn có thể tham khảo thêm sao card này hoặc là giá kẹp micro này đấy, các bạn có thể tham khảo thêm hai cái nữa để về mình có được một cái thiết bị thu âm hoàn toàn là sử dụng rất là hay, rất là ok đấy, nó tùy thuộc vào các bạn. Đây các bạn quan sát lại dù mình cái tên sản phẩm một lần nữa này, T1000, các bạn để ý dù mình nhá, quan sát lại một lần nữa cái micro này. Để các bạn có thấy giống cái micro nào mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn không ạ? Mình đã từng giới thiệu cho các bạn, nó cũng có một cái micro nó cũng khá là thiết kế, nó cũng khá là giống như cái này. Thế các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về các sản phẩm hoặc hình dáng của các micro ở website, hoặc là nếu các bạn đặt hàng thì hãy liên hệ ngay với số điện thoại để ở bên phía góc trái màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.